Liên minh châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp nhiều trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, tin từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một chuyến thăm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo động lực mới cho quan hệ liên minh Âu Châu-Thổ Nhĩ Kỳ, các giới chức của khối này hôm nay đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, cùng Ủy viên mở rộng quan hệ ông Johannes Hahn và Ủy viên cứu trợ nhân đạo ông Christos Stylianides đã gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Cavusoglu và Bộ trưởng Liên Âu Volkan Bozkir. Trong các chuyến thăm cao cấp của Liên Âu trong năm, bà Mogherini đã cho biết tại cuộc họp báo chung sau các cuộc đàm phán rằng họ đã thảo luận về tình hình của các chiến binh nước ngoài như là một trong những mối quan tâm chung mà hai bên phải đối mặt, cho thấy sự cần thiết của sự phối hợp tốt và một chiến lược tốt cũng như sự chia sẻ thông tin, và bà ta hy vọng rằng điều này có thể mang lại kết quả tích cực trong những ngày tới và tuần tới. Bà Mogherini đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo và các nhóm chiến binh khác và những nỗ lực để cắt đứt nguồn tài trợ của họ và ngăn chặn những chiến binh nước ngoài gia nhập lực lượng IS. Hàng ngàn người châu Âu đã gia nhập lực lượng nhà nước Hồi giáo hoặc các nhóm khác tham chiến ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là một điểm trung chuyển quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các chính phủ Liên Âu cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn các chiến binh đi đến khu vực này. Liên Âu muốn Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ trong việc xác định các chiến binh nước ngoài và cảnh báo về nguy cơ an ninh hàng không. Bà Mogherini cũng đã công bố việc Liên Âu quyết định gia tăng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đối phó với dòng người tị nạn từ Syria và Iraq. Các giới chức Liên Âu cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đã ghé thăm một trại tị nạn trước khi kết thúc chuyến thăm của họ.